Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào bạn, đây là bình nóng lạnh Aqua và bình này có dung tích bình chứa là 30 lít. Bình này có model là AES30V-E1. Và đây là cái thiết kế của bình. Thì các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của bình này nó khá là độc đáo. Thông thường những cái bình nóng lạnh khác á, thì các bạn sẽ thấy là nó thiết kế là nằm ngang hoặc là hình vuông. Nhưng cái thiết kế này là hình dọc. Thiết kế thì rất là đẹp nhá, độc đáo, nhìn đẹp mắt và rất là lạ. Nó cũng khá là sang trọng. Thì ở đây những cái chi tiết nó được tối giản rất là nhiều. Nó chỉ có một cái đồng hồ báo nhiệt độ và một cái chiếc áp để các bạn chỉnh tăng nhiệt độ, tăng và giảm nhiệt độ ở đây ạ. Ở khu vực bàn điều khiển này các bạn sẽ thấy là nó thiết kế khá là tối giản. Ở đây sẽ có hai thứ chúng ta cần quan tâm thôi. Cái núm vặn chiếc áp và cái bảng hiển thị nhiệt độ. Ở đây này các bạn sẽ thấy dấu cộng là bên phải, dấu trừ là bên trái. Trừ này là giảm nhiệt độ, còn đây là tăng nhiệt độ. Còn đây là max, nếu các bạn lên thế này là hết cỡ luôn. Còn ở đây là off, thì nếu các bạn vặn giảm nhiệt độ mà về hết cỡ thì nó sẽ là tắt bình. Còn khi chúng ta vặn lên thì nó sẽ là bật bình và tăng nhiệt độ. Trên đây thì nó sẽ có một cái đồng hồ báo nhiệt độ ạ. Thì khi nào mà nước các bạn nóng thì nó sẽ sang bên phải này, đỏ này, vàng là nhiệt độ trong bình là bình thường. Còn đây là xanh là lạnh. Thì ở đây nó sẽ báo chính xác theo cái nhiệt độ ở bên trong. Thì mình được biết là cái bình nóng lạnh Aqua này nó sẽ làm nóng nước đến 75 độ C là max nhé. Max là 75 độ C. Còn đây là logo Aqua. Còn chỗ này nó sẽ có ba cái tem thể hiện một số tính năng nổi bật như là chế độ set K này. Thì chế độ này chính là chế độ an toàn của bình. Đây ạ. Ở đây nó cũng có chữ này, ở đây cũng có cái chữ này. Thì đây là cái tính năng quan trọng nhất của bình. Đây là chức năng chống rò rỉ và sốc điện đây ạ. Nó ghi rõ này. Set K, chế độ này là chức năng chống rò rỉ và sốc điện. Đây là chế độ an toàn. Chế độ chống giật ấy, chúng ta hay gọi là chế độ chống giật, thì đây nó cũng có chữ này. Đây cũng có logo này, chỗ này logo để nhấn mạnh là cái độ an toàn của cái bình nóng lạnh Aqua là rất là tốt. Còn đây là chế độ chống nước IPX4, là có nghĩa là cái số ở đây thì mình bán một số bình nóng lạnh nó có là IPX1234. Thì cái này mà nó càng cao á, thì khả năng mà chống ẩm của bình này càng tốt. Đây số 4 là rất là tốt rồi, có nghĩa là các bạn đặt ở trong phòng, nếu mà khi các bạn tắm mà nước nó nóng lên hoặc là các bạn ở môi trường ẩm thấp á, thì cái chỉ số này nó 4 này là ok rồi, là rất an toàn. Và đây là chế độ bảo hành cái thanh làm nóng nước lên tới 10 năm. Đây là cái tem quảng cáo của Aqua này, logo Aqua. Khi các bạn mua bình nóng lạnh Aqua tại bên mình thì các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành tại nhà và lắp đặt tại nhà. Bên mình sẽ có thợ kỹ thuật hỗ trợ các bạn việc lắp đặt đường điện nước. Một số khách hàng khi mua bình nóng lạnh tại một số cửa hàng khác quanh khu vực, nếu bạn phải lắp đặt thì sẽ mất tiền công, và chạy đường nước, chạy ống nhiệt thì các bạn sẽ mất đến vài trăm nghìn tiền công. Nhưng bên mình có thợ kỹ thuật khá là lành nghề và bên mình có chế độ là lắp đặt miễn phí cho các bạn. Các bạn mua bình nóng lạnh này thì các bạn sẽ được miễn phí toàn bộ công lắp đặt và vận chuyển tại nhà trong vòng bán kính 30 km. Để tham khảo giá bán của chiếc bình nóng lạnh Aqua 30 lít này, các bạn hãy truy cập vào website zanga.vn hoặc có thể gọi điện đến số hotline của điện máy Giang Nga tại số 0972888444, hoặc là các bạn bấm vào phần mô tả dưới video này để xem link đến trực tiếp tại website bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem video về bình nóng lạnh Aqua 30 lít.